Sáng ngày 23 tháng 9, Đại úy Võ Anh Tuấn, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu Cầu Treo thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh, cho biết hiện đang xảy ra vụ sạt lở đất đá trên quốc lộ 8 khiến đường lên cửa khẩu bị chia cắt. Theo đó, vụ sạt lở xảy ra khoảng 8 giờ cùng ngày tại KM81-581, quốc lộ 8 thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, khiến một khối lượng đất đá và cây cối đổ xuống chắn ngang đường. Vụ sạt lở khiến tuyến quốc lộ 8 bị chia cắt, xe cộ không thể qua lại. Hiện nay, hiện tượng sạt lở vẫn đang tiếp tục diễn ra. Lực lượng chức năng chưa thể triển khai lực lượng dọn dẹp đất đá. Ngay khi xảy ra vụ sạt lở, lực lượng chức năng đã đặt biển báo, ngăn người và phương tiện lưu thông từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về và hướng ngược lại để đảm bảo an toàn.